Đây nè. Để gửi về chào cả nhà để coi để người ta làm. Đây nè cả nhà. Nhà bà chị chồng mình. Sao chồng có ba ông vậy mà nó vô nhiêu nè. Nè cả nhà nhìn nè. Quá trời luôn. Dạ 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 đúng rồi. Nè cả nhà ơi. Ba sọt. Mà trên cây nó còn rất là nhiều. Năm sọt, đúng rồi nó còn 5 sọt. Bà có 3 dây á giờ còn quá trời trong đây luôn nè. Hình quá trời. Cái trái bí kìa. Trời nè. Ủa mà sáng này bự nè. Sẵn kêu quay trái bí luôn. Dạ dạ. Có trái kìa, có trái kìa. Nè cả nhà. Trời ơi, thấy thương không? Nè. Quá trời đẹp luôn á. Sao trồng được vậy? Đâu vô đây coi anh. Chạy vô đây coi trái bí nè. Trái bí nè. Dạ, trái bí trong sàn kìa. Đây đi. Đâu đâu vô đây coi trái bí anh. À, lấy quay đi. Trái bí, kìa, hai cái bí lên nằm ở dưới đất á. Đó, dưới đó, đất mà vậy á. Trời ơi nè nha. Mày dữ vậy? Bị mất hết mấy trái rồi. Bị mất một số nữa rồi đó. 4 trái, mất 4 trái. Mất 4 trái rồi đó. Cái này mỗi lần nấu cái chừng đụng đầu thì mỗi lần nấu còn mấy gia đình chứ vậy. Bà thấy vậy? Sao ăn xiết. Ờ, sao ăn đâu. Làm thịt luôn. Bà thấy vậy? Làm thịt luôn mà. Làm sao mà ăn cho xiết mà sao. Đúng rồi. Kìa. Bị bắt hết mấy trái rồi đó, nó còn giữ nữa đây nè chị. Cái này là ở ấy. Là bưng cái tay lá bưng đó. Trời ơi, đây bưng kìa. Đây đừng có nổi rồi. Chị nổi cầm rồi. Cái hình chụp nổi. Nè nè. Nè nè nè. Đâu rồi. Ra ngoài á. Ra ngoài, ra ngoài chứ. Nó rụng nó lên rồi á. Quá trời luôn. 8 trái à? 8 trái. Mày không lấy. Nè, tới giờ mà cái này mập chứ. Đấy vậy. Trời ơi, tới đó mới bự đó. Khủng quá. Đó, chẳng phải bự á. Làm chưa? Chụp ảnh chụp chụp đi chị. Rồi đứa nào nó coi. Rồi. Rồi. Quá trời. Chiên ngoài kho mà đều cái bí nhỏ không biết lớn ta chưa làm không biết làm sao. Ừ, chiên sơ rồi bỏ kho nước tương á. Nè ta nè. Mấy này tắt cái chỗ nào. Đúng rồi này nè. Em có tưởng tượng hồi một dây ba hai cái này nè, một dây là cái này với cái này là một dây nè. Ồ, bự vậy hả? Cái này với cái này là một dây nè, cái này với cái này là một dây nè. Ồ. Không có giống được tốt rồi mà, ấy nè. Là nó nằm ở dưới đất này nè mà nó lên tự động. Rồi cái chị nói thôi kệ nó cho nó bò luôn đi. Dạ. Nó bò banh cái đám rau của chị luôn. Ba hai cái nó vô không nổi. Hai cái chị đinh không nổi. Phải gì? Mấy 20 kg lên mà. Còn mấy cái này thì mấy cái dây ngoài ngoài kia. Bẻ vô còn mấy ngoài kia bự á, trà bự thì nó ăn. Rồi. Năm sọt. Ôi. Giờ làm gì vậy giờ? Nhiều quá. Nhiều quá. Không thể nào tưởng tượng luôn. Nào làm để xiết. Bởi vậy. Mà trên vàng còn nữa đó. Còn quá. Còn nữa, vàng còn nữa. Còn nữa. Còn nữa chứ. Người thấy không? Đây, đây nè. Còn. Đây, đây. Đây, còn.
trồng tốt mới sợ một luôn nha. Cũng còn trái nữa chứ. Chú quốc gia ngon này hả? Ừ, ngon. Nó cành á. Mới sinh trái gì. Để hồi đây trái này nè. Nhóc của hai nhóc. Trái gì nấu canh mốt với rau ấy đó. Thùng tơi nè. Đó cái vàng vậy đó mà trái. Quá trời luôn vàng. Ôi. Bữa hổm quay được. Bữa hổm quay được. Còn sót quá trời, quá trời luôn á. Chồng thấy ham lắm chứ, nhà không đâu có ăn uống gì đâu đó, giờ phải đem đi cho. Sao nhiều vậy ta? Chỗ này nó trúng ha, Dũng ha. Ở ngoài đây cũng còn. Còn. Đi ra. Còn nhiều lắm. Trời luôn. Bao. Trời. Cái này bự nè. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh mình nha. Nhấn ủng kênh đăng ký cho cả nhà. Lạnh quá nè. Ok, thank you, bye. Hẹn gặp lại. Quá trời nè cả nhà. Quá trời luôn á. Trong kia kìa, giống vô trong kia quay. Không, đi ra ngoài kia có hai trái lớn bành kìa. Dạ hả? Trái xanh của lẹo còn ngồi kia kìa. Ờ, đi đi kìa. Anh đi quay đó chứ đi, quay đó chứ đi ra ngoài coi còn mấy. Lớn nữa hả chị? Dạ, đúng rồi, sao nó lại bự vậy? Đi ăn. Chị. Nè, 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 anh biết kìa anh. Ôi, mặt nó chưa có da, nó chưa có da, bao nhiêu dạ. Chứ hả? Dạ, chị sợ là. Bởi vậy? Cái này xuống. Rồi, trái rồi. Trời ơi, vẫn chảy quá chưa? Nè. Giờ lần này còn lại trái nữa. Rồi rồi, nó ăn cắp trái rồi. Phải không? Trời chết rồi, nó ăn cắp trái rồi. Nè, đẩy nó hai đây, hai trái, trái bự hơn cái đó rồi. Nữa. Nè, hai trái cặp kia trường nó phát hiện rồi đó. Vậy là mình đi vô. Em vô đi. Nó ăn cắp rồi. Nó ăn cắp rồi. Nó ăn cắp rồi. Nè, nó bẻ đang trái nè. Nó nhảy mày nó mới mất dạy nè. Người ta lấy đấm rồi nhiều lắm á. Thôi để kêu bẻ vô, bẻ vô, bẻ vô. Nè, ăn trái nè, thấy không? Em thấy không? Chị để đây nè, trái đây nó bự hơn. Trái đây bự đây nè, em thấy nha. Nè, đây nè, thấy không? Cái này bự hơn, cái này với đó một cặp. Cái này kế bên thành ra nó nhỏ hơn. Vậy hả? Ừ. Cái này bự lắm mà bị lấy rồi. Ở ngoài kia còn cái nữa chắc. Người dữ vậy. Nó ăn cắp à. Đây trái ra 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 nè. Còn. Cái đó nhỏ, cái này. Cái này hình như nó ăn cắp là chị để quên ở đây trái nữa này, tay trái. Chắc nó ăn cắp quá. Đây trái, ok. Nó cái nhỏ. Ở dưới này còn cái, dưới này còn cái này. Cái này nó trồng cực chết luôn. Phải bẻ vô không bẻ nè, bởi vì nó còn xanh lẹ. Vậy hả? Ừ, ý anh gì giống. Mày buộc cải quá trời kìa. Cái thằng đang cắp cái trái đó là đang cắp mấy cái bí. Nhổ cải đó gì nè. Nó nhổ cải đó. Trời ơi, thôi, hái vô được rồi. Thôi đi vô. Hái vô được rồi. Để nó mắc. Để đây, để đây. Để chị xách lên kia đây, cho đây, em bẻ trái. Để đem Dũng Kinh cho chị nhìn kìa. Anh Kinh chị đi. Để cả nhà. Đâu rồi, đưa vô. Đây đây. Để đó rồi. Mấy cái nhỏ này chắc cũng bẻ vô. Ừ. Bởi vậy. Nè. À. Thôi mình luộc cái non mình ăn đi. Mới gì vậy?
để vô luôn. Đây. Coi chừng nó đâm đó. Quá trời luôn. Hết biết luôn à. Quá trời là được trái. Quá trời luôn, nhiều dữ lắm luôn á. Đây là tay tay chồng chuyên nghiệp. Tay chồng chuyên nghiệp, casino luôn. Bị mất cả nhà ơi, nhiều lắm luôn, bữa thấy hết biết luôn á. Mẹ hai cái làm đẳng vô luôn. Coi như cho nó hết ăn cắp luôn. Bởi vậy. Giờ mình vẽ cái non mình ăn luộc ăn. Bỏ ra thịt vô đó hầm ngon lắm á chị. Bỏ thịt vô đó hầm là ngon xuất sắc luôn á. Bởi vậy nó biết rồi. Ôi ôi. Thu hoạch bí kìa cả nhà ơi, nay thu hoạch bí của nhà bà chị chồng. Ôi. Ủa sao ham vậy? Nhưng mà chín hết trơn rồi, nó vàng hết trơn rồi. Ừ. Nhưng mà em thấy bên hông nó vàng vàng rồi. Nó biết rồi. Dạ. Cái gì? Chắc nó to quá kìa, người chắc nó sẽ nó để. Ui, cái đó nó ở bẻ luôn. Đúng rồi, hiểu bẻ cho nó đi. Cái là để cái, còn cái là để cúng nó luôn á. Ừ. Ôi. Vậy hả? Rồi lộn lìa hả? Đó, phải chưa? Nó lấy cái bự trước tại nó ôm không nổi. Bởi vậy. Bẻ rồi chắc tính tối rồi lại lấy nè, bởi nó lật lại nè. Đúng rồi. Đó, cả nhà thấy không nè. Cái này thì cũng giấu nè. Vậy mà trong nhà còn nhóc luôn á, chín hết trơn, giờ phải hái nên... đây đâu vô. Rồi bye cả nhà nha, bye. Chào cả nhà. Đó, thấy bộ bạc hà chưa, cũng quảng chưa, bự lắm luôn á. Dạ nè, cái lá bạc hà nè, bự hết biết, bự lắm luôn á nè. Hai gang tay nha, hai ba gang tay nha, đừng nha, chứ không phải nãy đâu. Bà bự bạc hà chị bự quá trời, tốt quá nè. Nè cả nhà nhìn nè, thấy không, bự lắm luôn á, to quá trời to luôn. Mấy bữa có cây mí mấy cây mút bữa mình có cây mướp đẹp quá trời luôn mà không có lại quay, có mười mấy trái nằm đây nè. Đây long thông thôi nè em. Này là cái này cái gì, sẻ xanh, cái mè xanh ăn bởi vậy. Ờ đúng rồi, người ta đổ tình nè. Dạ. Yeah. Quá trời luôn. Chị Bí lấy á trời mà ngon sao kìa. Dạ. Cắt đơn rồi. Lấy cái bự lấy nó là nó lấy thanh trái. Dạ.